tin giáo xứ bến trường mừng lễ kính đức mẹ la vang bổn mạng giáo xứ bến trường hơn lúc nào hết giáo xứ bến trường đang cảm nhận được tình thương cao vời của đức mẹ la vang một cách cụ thể được diễn tả qua sự hiện diện của cha gioan võ hoàn sinh quản hạt tây ninh cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt vào sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018 nhân dịp giáo xứ mừng lễ bổn mạng trước khi thánh lễ bắt đầu cộng đoàn giáo sứ cung nghinh tượng đức mẹ la vang thật nghiêm trang chung quanh nhà thờ cùng với tiếng trống tiếng hát vang lên đã làm cho cuộc rước thêm phần sống động sốt mến trong bài giảng cha doan đã thuật lại hình ảnh đức mẹ maria thăm viếng người chị họ của mình để qua đó ngài cho mọi người tham dự thánh lễ thấy được đức maria đã biết vâng lời thiên chúa như thế nào để ra đi mang tình yêu thương đến với mọi người dù rằng khi đó Đức Mẹ Maria với suy nghĩ đơn sơ của mình có thể chưa hiểu hết được mặt khải ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng với tấm lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa mà mẹ Maria đã lên đường đi thăm bà chị họ. Tình yêu thương của mẹ Maria không chỉ là thăm hỏi bình thường, nhưng là mang Chúa đến với người chị họ. Vì khi đó Đức Mẹ đang mang thai Chúa nhập thể trong cung lòng của mẹ. Cha Gia An mời gọi mọi người cũng phải biết ra đi, tức là phải biết tin tưởng vào Thiên Chúa, dứt bỏ mọi tính hư tật xấu, mọi tội lỗi, để có thể mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến với mọi người, như khi xưa mẹ Maria đã làm. Sau thánh lễ, quý cha đồng tế cùng chụp hình lưu niệm với quý chức và quý sơ đang hiện diện phục vụ trong giáo xứ. Trong dịp này, giáo sứ cũng đón nhận hoa và quà của ban dân vận tỉnh ủy ban tổ chức tỉnh ủy cùng các ban ngành chính quyền địa phương huyện châu thành và xã hảo đức